Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thôn Xảo Thượng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Thời gian qua, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Xảo Thượng đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tổng nguồn lực huy động để thực hiện là gần 7 tỷ đồng, trong đó đóng góp của nhân dân khoảng 6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thôn đã tập trung vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường bích họa kiểu mẫu để tạo điểm nhấn, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, thôn đã vận động người dân đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay có 100% diện tích cấy lúa chất lượng cao, hình thành vùng trồng rau an toàn với 18 hộ tham gia. Ngoài ra còn phát triển các mô hình nuôi chim bồ câu, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng một người một năm. Người dân hài lòng với chương trình xây dựng nông thôn mới.